Rồi hello anh em buổi chiều nha. Thoa Everest em mới vừa tắm rửa bàn giao cho anh em nè. Bên em thì có giống vậy, em có tự động nữa nè. Tự động 315, số sàn này 285 ha. Tự động 211, sàn này 209 nè. Còn 213, mẫu 215 nữa, máy dầu luôn thì mình bán là 385 ha. Nói chung thì 7 chỗ mình rất là nhiều anh chị. Innova này khách cũng cọc rồi, có 200 mấy nè. Cọc rồi. Có dây nữa nè, dây có vài chục triệu nữa nè. Vậy dây 89 triệu 2 dàn lạnh, máy gầm số ngon luôn nè, 89 triệu à, rẻ bèo luôn. Đi chở 8 người ngồi anh chị ha. Máy lạnh 2 dàn lạnh nữa. Actage nữa nè, 2016 bên em còn hai mẫu giống vậy luôn nè. 240, 248 tha hồ lựa. Máy 1.2 nhập Thái Lan. 1.2 hay 1.4 ta, 1.2 đúng rồi. 100 cây 4.5 xăng, quá tiết kiệm luôn. Đây mẫu 215 đây. 385 xe siêu cộp luôn anh chị ha. Đó, morning bản đủ, đây là kia bằng Picanto nha. Đây là Kia Picanto bản đủ. Nó sẽ là có đèn bi led dưới nè, vô lăng tích hợp nè, mâm hoa mai nè. 196 triệu. Orlando form dáng quá đẹp luôn, có nhiều tiền đâu, rẻ bèo luôn anh chị. Có xe này bao nhiêu tiền ta? Chỉ có 228 triệu, 228 triệu. 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng ha. Focus hatchback nữa nè, chỉ có nhiêu đâu, 239 triệu tự động 2009 đó nè. Camry xe cơ quan biển xanh xuống biển trắng nè, cũng đâu có nhiêu tiền đâu, có 150 à, làm đẹp 155. Captiva tự động 7 chỗ nè, 190 triệu, gia đình máy gầm số ngon đó nè. Karen 2010 2010 bản full 2.0 cửa nóc full kịch luôn, chạy 67.000, 278 triệu. Crew 195 triệu nữa nè. Crew máy 1.8 bản full nữa nè. Anh em thấy bên kia không? Bên em Thịnh thì nói chung là xe nhiều lắm anh chị ơi. Anh chị qua lựa chọn chạy thử vô tư nha. Nissan 216 215 triệu, Innova này cọc rồi, Jolly còn một cặp nữa. Quá trời luôn. Anh em thích xe nào cứ comment bên dưới đi. Em sẽ trả lời từng anh em mình. Anh em để lại comment bình luận bên dưới ha. Thích xe nào cứ comment đi, tại vì là clip này tổng hợp cho nên em không có quay từng chi tiết từng xe được nha. Anh em cứ để lại comment, em sẽ báo giá từng xe cho anh em mình. Đó, i10 nữa nè, 165 triệu nữa nè. i10 nhập Ấn Độ, con cóc 165 triệu. Mazda bản full nữa nè anh chị, Mazda 3 cực kỳ đẹp, chạy 41.000 nguyên zin, một chủ 2.000 model 2019 đó anh chị. Sổ 2018 ha. 406 nữa nè. Accent chạy 56.000, xe siêu cộp luôn nè. Cũng có nhiêu đâu, 315 triệu, 2013 cửa nóc bản full. i10 nhập Ấn Độ 198 triệu nữa. Kia Sorento 7 chỗ gầm cao máy thoáng cũng đâu nhiêu tiền đâu anh chị. Giá rẻ bèo 305 triệu, 7 chỗ ngồi gầm cao. Jolly 89 triệu à. Đó, phun xăng điện tử hết ha. 205 nha, 7 chỗ ngồi nữa nè. Xe bên em nhiều đông xe lắm anh chị. Con cóc 215 nữa nè, có túi khí nè, ghế nỉ zin nè, 99 triệu nữa nè. Quá trời xe đợi anh chị em mình tại Thịnh Bến Tre. Anh chị qua lựa chọn lái thử chạy thử vô tư. Đó. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh chị ha. Rất rất ư là nhiều xe luôn. Đó, anh em cứ thích xe nào cứ comment bên dưới, em sẽ trả lời từng anh em mình nha. Đó. Quá đã, quá xuất sắc luôn. Rất ư là nhiều xe tại Thịnh Bến Tre. Đó, anh em không? Qua lựa chọn lái thử chạy thử với em, đừng có ngại ngùng gì hết á. Có xem là có bớt ha, có chỗ nợ nữa. Nợ 10 triệu cho đến 60 triệu không lấy 1.000 lãi anh chị em mình nha. Vios E xe siêu cộp nữa nè. 305 triệu, 2017 máy trắng nữa nè anh chị. Đó, Everest này 315 tự động nữa nè. Đó, bán tải nè, bán tải này cọc rồi. Nhiều lắm anh chị ơi. Đó, quá trời xe luôn. Đó, Everest mẫu mới đẹp ghê ha, máy dầu đó. Đó, Innova nữa nè. Innova máy này hết xe luôn rồi, bữa về được mười mấy chiếc máy hết trơn luôn anh chị. Anh chị lựa chọn thoải mái nha. Khách đang chuẩn bị lấy xe này, đang tắm rửa nè. Quá nhiều xe luôn. Morning này mời sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình xem Morning này nha. Morning này 2019 là 222 triệu. Gia đình không lỗi nhỏ, 2019 luôn. Bảo dưỡng full luôn rồi. Elantra này 448 triệu nè, 2019, model 2019 bản 2.0 cửa nóc nữa nè. Seabuck này 155 triệu bản đủ nè, con này thì cọc rồi. Ê, 10 trong cũng cọc ha. Randit 290 nè. Innova trong này cũng cọc luôn. Này Livina, Livina này tự động 206 nữa nè anh chị, 2011 tự động. Đó, quá trời Randit 290 nè, 208 máy số rin luôn. Xì bắt bên kia 138 nữa nè anh chị. Dây 145 nỉ zin nữa nè. Atlantia nữa nè anh chị. Atlantia siêu cộp nữa nè anh chị. Atlantia chạy 60.000, 2013 nhập cửa nóc, chạy 60.000, 360 triệu. Nỉ zin luôn, bản GL xịn gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn. 145 triệu, Awel thì cọc rồi anh chị ha. Seabuck Randit đẹp không? Seabuck có 130 mấy triệu. Đó. Rồi ok, anh em thích xe nào cứ comment ở dưới, alo cho em qua nhân viên tư vấn cho anh em mình. 0866 378 971,
0834 33 3371. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ em Thịnh Bến Tre. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo nha.